Xin chào tất cả các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào chương 3 hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Và bài đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng thành phần của cái hệ này, đó là phương trình bậc nhất hai ẩn. Bài số 1, phương trình bậc nhất hai ẩn. Vậy trong phương trình bậc nhất hai ẩn chúng ta sẽ tiếp xúc với những nội dung kiến thức trọng tâm như thế nào? Chúng ta đi vào phần thứ nhất. Kiến thức trọng tâm. Thứ nhất, phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình nó có dạng như thế nào? Và đi vào phần A. Đó là dạng có của nó. Nó có dạng như sau: AX cộng BY bằng C. Thì ở đây chúng ta lưu ý này, A, B, C này là các hệ số. Vậy thì đối với cái dạng như thế này thì chúng ta lưu ý rằng A những điểm không bất kỳ. Nếu chúng ta thay cái tọa độ x0 và y0 này, x thay vào x và y0 thay vào y mà chúng thỏa mãn phương trình số 1 thì ta gọi điểm M này là điểm là nghiệm của phương trình. Những điểm M thỏa mãn đó là A nhân với x0 cộng B nhân với y0 và bằng C. Thì ta gọi M x0 y0 này, điểm M có tọa độ x0 y0 là một nghiệm của phương trình. AX cộng BY bằng C. Thầy cho các em ví dụ. Phương trình bậc nhất đó là 2x cộng y trừ 5 bằng 0. Đây chúng ta gọi là phương trình 1. Bây giờ hãy xét xem điểm nào là nghiệm của phương trình. Thì như vậy người ta sẽ cho những cái điểm sau. Thứ nhất đó là điểm A có tọa độ là 0, 5. Điểm B có tọa độ là 0, âm 5. Điểm C có tọa độ 3, 1. Và cuối cùng đó là điểm D có tọa độ 1, 2. Thì như vậy ở đây, để kiểm tra xem thử những cái điểm này nó có phải là nghiệm của phương trình hay không thì chúng ta chỉ việc là lấy hoàn độ và tung độ của mỗi điểm thay vào vị trí của x và của y trong phương trình số 1 thì chúng ta sẽ giải như sau. Thứ nhất, điểm A 0,5 để thay vào phương trình thì chúng ta sẽ có đó là gì? A x bằng 0, y bằng 5. Như vậy là 2 nhân 0 và cộng 5 trừ 5 bằng 0. Như vậy chúng ta thấy về trái này á thì bằng 0 và về phải cũng bằng 0. Như vậy chỗ này là đúng. Hai vế bằng nhau thì thầy sẽ suy ra điểm A là một nghiệm của phương trình. Đó. Các em có thể làm như vậy. Tương tự đối với điểm B. Điểm B ở đây có tọa độ là 0 và âm 5.
chúng ta cũng sẽ thay vào phương trình mà chúng ta có. Đó là 2 nhân 0 cộng với âm 5 trừ 5 bằng 0. Thì ở đây chúng ta thấy 2 nhân 0 bằng 0, âm 5 mà trừ thêm âm 5 nữa. Âm 5 mà trừ cho 5 thì được âm 10, như vậy là âm 10 bằng 0, cái này sai. Thì từ đó mình suy ra điểm B không thuộc điểm B không phải là nghiệm của phương trình. Tương tự các em có thể tự làm như thế ở điểm C và điểm D, sẽ xem thử C và D nó có phải là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ở này hay không, bằng cách thức chúng ta thay cái tọa độ đó vào phương trình. Nếu hai vế bằng nhau, tức là hai vế này bằng nhau thì đúng, thì chúng ta sẽ suy ra điểm đó là một nghiệm của phương trình. Còn nếu điểm này mà chúng ta thay vào và hai vế nó không bằng nhau thì có nghĩa là điểm đó nó không phải là nghiệm của phương trình. Chúng ta làm rất là đơn giản. Thế chúng ta có mục thứ hai tiếp theo, đó là trong mặt phẳng tọa độ OD, thì mỗi nghiệm x0, y0 của phương trình AX cộng BY bằng C này thì nó được biểu diễn bởi một điểm trong mặt phẳng tọa độ. Ở đây x0 chính là hoàn độ, còn y0 là tung độ. Các em cần chú ý, như vậy thực chất về tính chất hình học thì mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn nó có đồ thị chính là một đường thẳng. Còn đối với nghiệm, mỗi nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn thì đó chính là một điểm. Và đương nhiên cái điểm này nó phải thuộc trên cái đường thẳng đó, đường thẳng mà biểu diễn phương trình bậc nhất hai ẩn ấy. Vậy thì tất cả những cái điểm hay là từng cái điểm mà người ta gọi là nghiệm của phương trình đó thì nó gọi là gì? À, đó chính là tập hợp nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. Chúng ta đi qua cái mục B. Tập hợp nghiệm của phương trình bậc nhất hai ạ. Vậy thì ở đây một cái phương trình bất kỳ, ví dụ phương trình dạng AX cộng BY bằng C này, thì đã nói nó là một đường thẳng. Vậy trên đường thẳng thì nó sẽ có vô số các điểm thuộc cái đường thẳng đó. Do đó cái phương trình này nó sẽ có vô số nghiệm. Đây là một điều chắc chắn. Và việc mà chúng ta biểu diễn nó như thế nào thì người ta gọi là biểu diễn tập nghiệm của phương trình. Thầy cho ví dụ, tập nghiệm của phương trình 1, đây đặt đây là phương trình 1 các em. Vậy tập nghiệm của phương trình 1 là khi x nó thuộc R thì y sẽ như thế nào? Thì ở đây chúng ta chú ý là AX cộng BY bằng C. Thì nếu chúng ta muốn x thuộc R và tìm y thì ở đây B nó phải khác, B phải khác 0 nha các em. Thì cái chỗ này nó sẽ tương đương với đó là x thuộc R và y sẽ bằng trừ A trên B x và cộng với C trên B.
Như vậy đây gọi là một cái nghiệm tổng quát của phương trình này. Tương tự ở đây, nếu cái trường hợp đó là thầy chọn y thuộc R và thầy có phương trình là AX cộng BY bằng C, thì cái chỗ này nếu A nó khác không thì thầy sẽ tương đương là y thuộc R và X bằng trừ B trên A y cộng với C trên A. Thì ở đây các chú ý cái hệ cái 1 này hoặc là cái hệ số 2 này thì người ta gọi là nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ập, là nghiệm tổng quát. Phương trình bậc nhất hai ập. Các em chú ý, phương trình này là phương trình AX cộng BY bằng C, phương trình 1 đấy. Vậy thì ở đây, để làm rõ thầy sẽ cho một cái ví dụ minh họa như sau. Ví dụ thứ hai, cho phương trình 2X cộng Y trừ 5 bằng 0. Hãy viết tập nghiệm tổng quát của nó. Thì ở đây chúng ta nhận thấy điều gì? À, thứ nhất đó là cả cái hệ số. Các em chú ý cả cái hệ số nha. Ở đây cho các thầy ghi ở đây. Hệ số A ở đây nó bằng 2. Đấy. Hệ số B, hệ số C. B thì đứng trước Y bằng 1. Còn C thì chúng ta cần chuyển cái âm 5 này qua thì C bằng 5. Như vậy thầy đã có một phương trình bình thường rồi. Rồi thì nó đã đảm bảo yếu tố A cả 0 và cả B cả 0. Như vậy chúng ta có thể biểu hiện nó theo hai dạng của nghiệm tổng quát. Thế nhưng mà ở đây thầy có phương trình, các em có thể nhìn thấy 2x cộng y trừ 5 bằng 0. Cái chỗ này thầy sẽ tương đương như sau. Có tập nghiệm tổng quát là thứ nhất, X thuộc R. Thì ở đây thầy chuyển cái 2 X này qua bên phải, chuyển trừ 5 qua, thì chúng ta có Y sẽ bằng trừ 2 X cộng 5. Đó, đây là phương trình nghiệm tổng quát Y theo X, hoặc Y thuộc R. Và thầy sẽ có X Y thuộc R thì thầy chuyển Y qua. Như vậy chúng ta có trừ y cộng 5 và hai vế này sẽ chia cho thì cho 2. Như vậy thầy có trừ 1/2 y và cộng với 5/2. Các em có thể quan sát. Như vậy chúng ta có thể viết được một cái tập nghiệm tổng quát của một phương trình bậc nhất hai ập theo hai cách. Thứ nhất đó là viết theo x và hoặc là viết theo y, tùy cái trường hợp dựa vào hệ số a hay là hệ số b nó khác không hay là bằng bằng không. Như vậy là chúng ta đã tìm ra cái cách thức biểu diễn tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ập. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp theo, đó là các tính chất hình học của một phương trình bậc nhất hai ập là như thế nào. À, thì chúng ta biết rằng một phương trình bậc nhất hai ập nó có vô số nghiệm và với mỗi nghiệm là một điểm được biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ ODI. Vậy thì các tập hợp của nó chính là những cái đường thẳng mà biểu diễn cái tập nghiệm của nó, đúng không? Bây giờ chú ý thì nhé, chúng ta để ý nhé, phương trình AX cộng BY bằng C phương trình 1 này, đương nhiên nó có cái tập nghiệm thì chính là cái đường thẳng D đó. Có tập nghiệm mà chúng ta đã mới việc xong đó, có tập nghiệm được biểu diễn bởi đường thẳng D. Okay, chúng ta đặt đó là D, đó là đường thẳng AX
bằng C. Vậy thì với mỗi trường hợp của hệ số, ví dụ ở đây, nếu A mà khác 0, B khác 0 thì đường thẳng D là đồ thị của hàm số nào? Là đồ thị của hàm số, đó là hàm số y bằng trừ a trên b x cộng với c trên b. Thì như vậy cái phương trình đường thẳng với hệ số a, hệ số b vân vân chúng ta đã học trong cái chương 2. Và a khác 0, b bằng 0 và c nó khác 0 thì đường thẳng d, chúng ta có cái đường thẳng d, chú ý a khác 0, b bằng 0 và c khác 0 thì chỉ không thay vào đây, thì có phương trình đường thẳng d đó là ax bằng c tương đương với x sẽ bằng c chia a. Thì các em lưu ý đây là đường thẳng dạng đường thẳng đứng. Đường thẳng đứng thầy có thể mô tả như sau, đây là đường thẳng đứng này các em, mà đường thẳng đứng thì nó sẽ song song với OI, đương nhiên nó cắt này trục OS tại điểm có tọa độ là C trên A và 0. Đó, ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em lại cái phần này, phần đồ thị trong chương 2. Tiếp theo nữa là nếu A khác 0, trong đó B bằng C và bằng 0 thì ở đây đường thẳng D của chúng ta nó sẽ có dạng là AX bằng 0. Đấy, thì ở đây AX bằng 0, AX bằng 0 á, thì đương nhiên ở đây A nó khác 0 rồi, do đó X sẽ bằng 0. Mà cái đường thẳng X bằng 0, cái này chính là gì? Chính là trục OI. Như vậy nếu như chúng ta có cái hệ số B bằng C bằng 0 thì tập nghiệm của cái phương trình AX bằng 0 này chính là đường thẳng OI. Trường hợp tiếp theo đó là nếu A bằng 0, trong đó B khác 0 và C là cũng khác 0. B khác 0 và C khác 0 thì cái đường thẳng này chúng ta có này, thì đường thẳng D của chúng ta sẽ là BI bằng C tương đương với y bằng c chia b. Thì đường thẳng này á, chúng ta chú ý nó là đường thẳng nằm ngang, mà nằm ngang thì đương nhiên song song với trục OS và nó sẽ cắt trục OI tại điểm có tọa độ là 0 và c trên b. Đó, tiếp trường hợp tiếp theo, và nếu A bằng 0, B khác 0 và C bằng 0 thì đường thẳng D của chúng ta nó có cái dạng như sau, đó là BI bằng 0. Mà chúng ta biết được trong cái trường hợp này A bằng 0 và C bằng 0, B khác 0, mà B khác 0 rồi thì ở đây chỉ có thể là Y bằng 0 tương đương với Y bằng 0. Đây chính là cái gì? À, nó chính là đường thẳng hay còn gọi là trục OS. Như vậy thầy đã ôn tập cho các em. Thứ nhất đó là mối quan hệ giữa các cái hệ số và cái tập nghiệm mà nó được biểu diễn bởi các cái đường thẳng như thế nào. Thứ nhất chúng ta xem xét các cái hệ số A khác 0, B khác 0, C khác 0, hoặc là AB nó khác 0, C bằng 0 vân vân. Thì với những mối quan hệ hay là những cái trường hợp đó, chúng ta sẽ suy ra được cái tập nghiệm nó được biểu diễn bởi những cái đường thẳng như thế nào. Và điều này sẽ giúp cho các em làm bài tốt hơn, cũng như là nhận dạng những cái dạng nhận có nhanh hơn. Các em có thể quan sát lại một lần nữa.
Ví dụ minh họa. Ví dụ cho đường thẳng B. Thì cho đường thẳng D là có phương trình như sau. Đó là M trừ 1 X cộng với 3M trừ 4 Y bằng trừ 2M và trừ 5. Tìm M. Tìm M để như thế nào? Thứ nhất các bạn, đó là đường thẳng D. Ở đây là đường thẳng D nha các em. Đường thẳng D này nó song song, song song với trục hoành, song song với trục hoành câu B. Đó là D này nó phải song song với trục tung. Câu C, D này nó đi qua điểm điểm A có tọa độ là 2 và âm 1. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ giải nó như thế nào? Thì trước hết chúng ta chú ý ở đây hướng dẫn giải. Các em chú ý cho thầy, trong phương trình đường thẳng D này, D có các hệ số là bao nhiêu? Đó là A thì bằng M trừ 1, B thì bằng 3M trừ 4 và ở đây C bằng âm 2M trừ 5. Chúng ta có thể xác định được các cái hệ số này. Vậy thì chúng ta sẽ giải câu A. D song song với trục hoành, D song song với OS. Điều này xảy ra khi nào? Đó. Vậy thì một cái đường thẳng mà muốn song song với OS, nhớ ở đây là song song chứ không phải là trùng nhau. Mà muốn song song á thì ta để ý điều gì? À, song song với OS thì đó là đường thẳng nằm ngang. Mà đường thẳng nằm ngang thì nó có dạng y bằng một cái số nào đó. Như vậy là gì? Hệ số A nó phải bằng 0. Khi hệ số A bằng 0, điều này nó sẽ tương đương M trừ 1 bằng 0, tức là ở đây M sẽ bằng 1. Vậy với M bằng 1 thì D sẽ song song với O. OS, các em có thể kết luận cho thầy. Kết luận là vậy với M bằng 1 thì đường thẳng D song song với trục OS. Bây giờ cái tiếp theo. Ở đây, khi mà hệ số A bằng 0 thì chúng ta cần chú ý xem thử cái giá trị M bằng 1 này nó có làm cho C bằng 0 hay không. Nếu như C bằng 0 thì ở đây đường thẳng D nó sẽ trùng với trục OS, như vậy là sai. Thì chú ý trong trường hợp này, ở đây có cái hệ số A và yêu cầu hệ số C phải khác không, chúng ta chỉ việc lấy M bằng 1 này thay vào lên C xem được như thế nào. À, đó là trừ 2M trừ 5, nó đương nhiên khác không. Ở đây thầy có thể thay 1 vào thành trừ trừ 7 thì chắc nó sẽ khác không rồi. Tiếp theo câu B. Đường thẳng D song song với trục tung. D song song với OI. Nếu D song song với OI nghĩa là nó sẽ là một đường thẳng đứng có dạng là x bằng một cái số hoặc là bằng một giá trị nào đó. Thì ở đây chắc chắn hệ số B nó phải bằng 0. Nhưng mà ở đây nó chỉ yêu cầu là song song chứ không phải là có thể trùng với OI. Như vậy là C nó cũng phải khác không. Thì ở đây chúng ta có thể viết như thế này, thì liệt kê là tất cả những cái biểu thức cần thiết mà ta đưa cái giá trị có chứa tham số này vào này. B bằng 0 tức là 3M trừ 4 bằng 0 và C khác không, có nghĩa là 2M trừ 5 này phải khác không. Ở đây tương đương M ở đây thầy chuyển bốn qua thì thầy có 3M sẽ bằng 4 và cái chỗ này thầy chuyển qua luôn trừ 2M nó khác 5, tương đương với M bằng 4 phần 3 và dưới này M
âm sẽ khác. Chúng ta chia hai vế cho âm, âm 2 nước vế đây dấu khác, cho nên chúng ta không cần đổi dấu hay gì đó. Như vậy là âm 5/2. Vậy thì chúng ta nhận xét M bằng 4/3 này nó có thỏa là việc khả âm 5/2 không? Thì ở đây là có. Như vậy chỗ này là thỏa, thỏa mặt bài toán này. Vậy M bằng 4/3 thì D này sẽ song song với OI. Bây giờ chúng ta qua câu C. C đó là D đi qua điểm A. Thì như trong cái chương 2 mà thầy đã nói rồi, nếu một đường thẳng đi qua một điểm nào đó, hoặc là một điểm nó nằm trên cái đường thẳng, nó thuộc cái đường thẳng, thì tọa độ của điểm đó chúng ta có thể nói nó là nghiệm của phương trình đường thẳng. Tức là gì? Chúng ta có thể lấy hoàn độ và tung độ của điểm đó thay vào phương trình đường thẳng và hai vế nó sẽ bằng nhau. Thì như vậy ở đây D đi qua điểm A có tọa độ là 2 và âm 1. Nên chúng ta có cái gì? À, chúng ta chỉ việc thay vào đây thôi. Như vậy là 2 nhân với M trừ 1, tức là thầy đang thay số 2 vào vòng X. Y ở đây là bằng âm 1, thầy thay vào đây. Như vậy âm 1 mặt trước có dấu cộng thì thầy thay bằng nó là dấu trừ. Như vậy là 3M trừ 1 và bằng trừ 2M trừ 5. Thì qua đây chúng ta sẽ tương đương 2 nhân vào thầy có là 2M trừ 2 trừ 3M trừ với trừ thành cộng, cộng 4 bằng âm 2M trừ 5. Thầy chuyển bài toán này đây nha. Tương đương tiếp chúng ta có này, 2M mà trừ cho 3M thì bằng âm M. Âm M mà bên này âm 2M thì chuyển qua nữa là được 2M. Như vậy thầy có vế trái sẽ là như sau: 2M trừ 3M cộng 2M bằng số thầy chuyển qua bên kia hết luôn. Như vậy là âm 5 thầy chuyển âm 2 qua là cộng 2 trừ 4. Vậy cái chỗ này thầy sẽ còn là M bằng, à chỗ này là âm 7. Âm 7. Như vậy là kết luận. Vậy M bằng âm 7 thì đường thẳng B đi qua điểm, đó là điểm A có tọa độ là 2 và âm 1. Như vậy chúng ta đã giải xong một số cái bài tập ví dụ minh họa. Thì sau đây thầy sẽ gửi cho các em tất cả những cái bài tập về nhà và yêu cầu các em sẽ sử dụng những kiến thức vừa học để chúng ta có thể hoàn thiện những cái bài tập mà thầy ra. Nếu các em không hiểu thì các em có thể liên hệ với thầy hoặc là... Và bây giờ để giúp các em có thể nắm bắt và học thật là chắc cái bài tập như ngày hôm nay, thầy sẽ giúp các em chúng ta cùng học theo cái dạng sơ đồ tư duy như sau. Thứ nhất, chúng ta chú ý ở đây là phương trình dạng là AX cộng BY bằng C, thầy đặt là phương trình 1. Đây là phương trình bậc nhất hay là XY. Vậy thì nó sẽ chú ý đến những điểm nào? Thứ nhất đó là nghiệm. Trong cái nghiệm của phương trình 1, nghiệm của phương trình 1 các em thì nó có hai loại. Thứ nhất là nghiệm đơn, ở đây tức là nghiệm, hay còn gọi là nghiệm đơn này. Vậy thì nghiệm đơn của cái phương trình này là như thế nào? Nó là một nghiệm thôi, mà cái nghiệm này á, nó có dạng là x không y không. Khi và chỉ khi nó thay vào cái phương trình đó là A x0 cộng B y0 bằng C, đó là khi nó thỏa mãn cái điều này. Các em chú ý là từ khi và từ khi này. Thứ hai, cái điểm này nó cũng có thể được biểu diễn là gì? À, nó là điểm thuộc
đô thị của cái hàm số này. Đây, nó cũng được gọi là một, có một cái đô thị là đường thẳng D nha các em. Tức là điểm mà gọi là nghiệm của cái phương trình này thì nó là điểm thuộc đường thẳng D. Chắc chắn là như vậy rồi. Thứ hai, đối với nghiệm của phương trình này thì người ta nói đến là tập nghiệm. Tập nghiệm thì ở đây nó có hai loại. Thứ nhất là biểu diễn theo S thuộc R và Y bằng tương ứng. Thứ hai, nó sẽ biểu diễn Y thuộc R và S tương ứng. Ở đây các em phải phụ thuộc vào từng cái hệ số, tức là biểu diễn những cái giá trị này thì nó phụ thuộc hệ số khả không hay là không khả không. Bây giờ khi sau khi chúng ta đã nắm bắt được nghiệm của phương trình 1 thì chúng ta phải đi vào phần thứ hai, đó là gì? À, đó là về đô thị. Ở đây thì xin nhắc một lần nữa, đô thị của phương trình 1 đấy, tức là gì? Tập nghiệm của 1 là đường thẳng D này. Tập nghiệm của 1 là đường thẳng D. Thế thì ở đây cái cách thức biểu diễn cái tập nghiệm này như thế nào? Đó, biểu diễn nghiệm thì nếu như một nghiệm đơn thì chúng ta sẽ nói đến điểm, còn tập nghiệm thì đương nhiên là đường thẳng. Vậy ở đây trong những cái loại này thì đối với đường thẳng chúng ta chú ý gì ạ? Cả cái hệ số, nếu A khả không và B nó cũng khả không thì chúng ta có cái tập nghiệm được biểu diễn trên đồ thị hàm số oxy, thế nó sẽ có dạng là đường thẳng xiên, tức là đi qua hai điểm và không đi qua góc tọa độ, vân vân. Thứ hai, đường thẳng đó là A bằng 0. Trong đó có hai trường hợp, đó là C bằng 0 hoặc là C khả 0. B khả 0, trong đó C bằng 0 hoặc là C khả 0. Thì nếu trong cái trường hợp thứ nhất A bằng 0, B khả 0, C bằng 0 thì chúng ta có cái phương trình là y bằng 0. Đây chính là cái trũng OS. Còn nếu trong cái trường hợp C khả 0 thì nó là đường thẳng song song với OS. Tiếp theo, đó là nếu trường hợp A nó khả 0 nhưng mà B là bằng 0, và ở đây chúng ta cũng có hai trường hợp là C bằng 0 hoặc là C khả 0. Thì nếu A khả 0, B bằng 0 và C bằng 0 thì chúng ta sẽ có tập nghiệm của nó chính là đường thẳng x bằng 0, tức là trục vốn OI. Thứ hai, nếu A khả 0, B bằng 0 và C khả 0 thì chúng ta có cái đường thẳng của nó, tập nghiệm là đường thẳng song song với trục vốn OI. Như vậy chúng ta có thể dựa vào cái sơ đồ như thế này để chúng ta làm cho nhanh và nhớ cho thật là lâu. Thì đây là cái phương pháp mà thầy muốn các em nắm bắt và ghi nhớ thật là kỹ để chúng ta áp dụng. Chúc các em một cái buổi học thật thành công. Chào các em, và chúng ta sẽ gặp lại trong những cái video clip tiếp theo.